Xin chào mọi người. Vừa mới bắt đầu mang mấy con chó ra quay thì lại mưa to quá được. Vậy em quay nhanh tí để giới thiệu mọi người. Bán cho mọi người ba con chó, một con là cái tơ này, một con là đẻ một lứa rồi, với cả con kia đẻ hai lứa này. Cái con đẻ hai lứa kia thì bọn em cũng quay được thôi, nhưng mà có khách bắt về đâu nhỉ? Bắc Giang ạ. Bắc Giang khách quen luôn. Toàn bố nhập 100% này. Đây. Khách cũng đang gọi. Khách bên em thì mọi người hoàn toàn yên tâm là khi mà ship chó về ấy, thì em đều phải quay video rõ, hoặc là gọi video để mọi người chốt trực tiếp luôn ấy. Đang quay video thì kể cả chó to hay chó con đều như thế mọi người nhé. Anh chị cứ nhận chó, kiểm tra đúng chó rồi thanh toán ạ. Đây, bắt những con này cho mọi người thì là cấy phát là ngày mai gặp luôn này. Những cái con cái này bọn em vừa bán đi nhá, bọn em lại bảo hành như này là tức là treo gửi luôn. Thứ giờ Tết mà nó không xa lơ ấy là mà lại gửi đây em gửi lại tiền cho anh luôn, cái hàng nó đảm bảo luôn. Trước đây bọn em bắt chó con mấy lần rồi. Đấy. Anh ngồi dịch vào tí đi. Ôi mưa to thế. Mưa to luôn. Thôi kia vào. Mấy con này thì đều đảm bảo là trạng cực kỳ to mọi người nhé. Mọi người xem cái khung gọng này. Lúc nãy thì cái con mà to, con màu đu đông ấy, nó có nhảy một con đen tuyền, thì con đen tuyền nó cũng đứng im cho nó nhảy ấy, thì em nghĩ là con đen tuyền đấy cũng sắp xa lơ rồi đấy. Hơn chó con một tí thôi. Đấy, về nhà là mọi người gặt lúa được ngay. Thôi em ý, em thì nói thật luôn là em cũng ưu tiên cho những cô chú nào nuôi trại nhá. Còn nếu mà anh chị em mình mà nuôi hộ gia đình ấy, nuôi chơi một hai con ấy thì là thôi cứ bắt chó con cho em thôi, nuôi từ bé cho nó quấn người quấn chủ. Còn chó to này ưu tiên những ai mà nuôi trại. Anh chị nào muốn vừa nuôi chơi vừa trông nhà vừa sinh thêm sinh sản hoặc là nuôi đực thì nên nuôi từ nhỏ để cho nó quấn chủ, nó trung thành mọi người nhé. Ba con này là nói thật mọi người là bán chỉ lãi mấy lít thôi, nhưng mà mấy nữa là kiểu gì mọi người lại gửi lên em phối giống bao đầu ra, nên lại làm tí nữa, mỗi chỗ nhặt một tí kiểu gì cũng ra tiền. Đấy, bên em vẫn là như cũ là cái gì nhỉ chú nhỉ? Nếu mà bắt của bọn em về nhá, lúc bọn em bán cái này 10 triệu này, bán là 12 triệu này, nếu bắt của bọn em về nhá, nếu phối xịt phát em giả lại anh 4 triệu luôn, em chấp nhận lỗ luôn, gửi lại 4 triệu là chỉ mua chó 6 triệu thôi. VK kia vẫn còn kìa. Bằng chó con luôn. Còn nếu mà dưới 4 phát nhá, dưới 4 là bọn em sẽ free lứa sau, nhảy lại. Đấy. Tức là hàng như thế là sau khi mà anh chị mua chó to bên em là đã đảm bảo ok chưa, đúng không? Dưới 4 cái là free lứa sau luôn, mà nếu mà phối xịt phát giả lại 4 triệu luôn. Đấy, con nào cũng thế. Đấy, bởi vì là như cái con giống này là bọn em trước đây là em đều bắt chó con của các anh rồi. Đấy, có không anh em? Cái con này em bán rồi nó thật mọi người, 8 tháng 40 triệu luôn, cái thời đu đông sốt đấy. Và bây giờ gặp bọn em đấy, bán 12 triệu là tí nữa bọn em cũng ship về cho anh rồi. 3 hôm nữa. Được, 3 hôm nữa anh nhờ nuôi hộ. 3 hôm nữa bọn em ship về thôi. Còn 2 con đen nữa thôi. Thì mọi người nhanh tay, nếu mà có nhu cầu thì liên hệ bọn em nhé. Dành cho những cô chú, các anh chị mà nuôi sinh sản, bọn em vẫn ưu tiên hơn là ấy. Còn khách lẻ mua chơi ấy thì là mua chó con thôi để cho nó thuần từ bé. Còn bọn chó to này thì là để cho ai người ta làm kinh tế đấy, người ta nhanh gặt lúa đấy, cho các cô chú nhanh gặt lúa đấy. Bảo hành sinh sản từ A đến Z luôn. Mưa to này bọn em cất chó con vào dần rồi. Rồi, xin chào mọi người. Chào mọi người. Mọi người xem kênh nhớ like và ủng hộ bọn em đấy. Đăng ký kênh giúp bọn em nhá. Xin chào mọi người nói ạ. Nói từ là cứ hơi ngượng.